kinh đời rồi, chưa thấy lên đời. Một lên công. Thôi anh vừa thường anh vừa tỉnh anh ngáp cái anh ngủ. Không hiểu sao. Chắc là có ai gọi là tỷ lệ của anh ấy là anh tỉnh pha xong anh lại ngủ. Tốt. Cái tình trạng này người ta gọi là chết lâm sàng. Tôi theo dòng người ta gọi là sống thực vật đấy. Còn theo dân gian người ta gọi là oằng như chó, hay gọi là chết như chó. Vâng, quay trở lại với trận thi đấu này thôi. Bỏ qua một số cái thông tin ở phía bên lề liên quan đến game thủ vâng thuộc clan AOE Thái Bình. Như vậy là nhường bãi quả để cho game thủ No 1 bảo sao? Ấy à, ôi vâng, như vậy là không phải ai được trong tình huống vừa rồi. Và dường như là vẫn hở. Lùi về phía trong một chút đi. Đây mới là xe đấu thứ 19 thôi. Và tôi nghĩ rằng hôm qua bắt đầu lúc 8 giờ tối thì mới thi đấu, lúc đấy thì các em thủ đã chốt là đánh đến 7 giờ sáng. Tôi cũng đã thấy vâng ứa cái máu mắt rồi. Ai ngờ 7 giờ sáng tưởng đâu là hí hửng, vâng thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi về. Chốt tiếp 10C nữa. Và sau đó thì mọi việc đang diễn ra. Các bạn đã theo dõi trên màn hình. Cả hai cùng đánh chém. Như vậy là cả Gunny và cả cái thủ Van Lớp cùng đánh chém. Như vậy là vâng resize rồi. Rất khó khăn cho bài mà AC đã lên đời khá sớm. Có Choi Son cái thủ No 1 trong trận đấu này thì có lẽ là chỉ việc vâng hít thở không khí trong lành. Dưỡng sức cho trận thi đấu thứ hai. 1-0 cho BB ở No 1 và bây giờ chúng ta cũng chuẩn bị đến với trận thi đấu thứ hai.